bạn đã quay lại với kênh Hữu Ý và Sa Nha. Đây là cánh đồng của tôi khi nó đã chiều tà rồi nha mọi người. Có những con trâu nó xuống ăn á mọi người có thể thấy không ạ? Rất là yên bình luôn á mọi người. Phong cảnh thì rất là đẹp, mọi người hãy chiêm ngưỡng đi, rất là đẹp luôn á. Cây trao đã lên giá và họ sẽ trồng lại. 1-2 năm thì cây trao này sẽ có trái và họ sẽ đem đi bón. Cái này là hồi xưa khi mà nó lớn mà mình cục bỏng đây. Và nó có bóng mát, rất là mát nha mọi người. Đây là những cây cao con nha mọi người. Ngày xưa thì ở đây rất là nhiều cây cao luôn. Nhưng mà sau một thời gian cao rất giá mọi người, thì bắt nông dân ở đây đã chặt bỏ đi. Và thay vào đó là trồng những cái cây cỏ voi để nuôi bò. Nhưng mà sau một thời gian thì cây cao nó lên giá thất thường mọi người. Bây giờ là phải trồng lại. Nếu mà để như ngày xưa là cây cao đây, một vườn cây cao là chắc bây giờ là giàu to rồi mọi người ạ. Còn đây là cây trầu nha mọi người. Trầu đang leo, đang mọc bám trên thân của cây cây trôm nha mọi người. Ai nha mọi người, cây trôm này ăn được không? Cây trôm là làm thuốc đó. Không à, người ta trồng rất là nhiều ở Bình Thuận á, những cái nơi mà nắng nóng á, thì là thường người ta sẽ trồng ở đó và đến một mùa nào đó, đến mùa thu hoạch tầm mấy năm á, là để cho cây nó to xong người ta cạo lấy mủ để về làm thuốc nha.
Cái lá, cái hoa của cây trôm này rất là thúi. Cây trôm này nó rất là nhiều, rất là to nha. Cây trôm này đã tuổi đời rất là lâu lắm rồi. Bọn mình review cho các bạn cây cỏ, cây mía rồi đó. Ở này mọi người thấy không? Đây chính là cây tranh, cỏ tranh đó, để lợp nhà đó. La la la. Rồi, Trâm nói đi. Giới thiệu nữa đi. Đây là đằng sau nhà của bọn mình nha mọi người. Thì Trâm thấy cảnh quê hương có đẹp không? Đẹp chứ. Trâm có yêu quê hương mình không? Yêu. Yêu như thế nào? Yêu rất là nhiều. Rồi cho chúng ta ngôi nhà của mình ở đây mình rất yêu quý luôn á, vì đằng sau nhà là một khung cảnh đẹp tuyệt vời. Nếu bây giờ mà cho Trâm sinh sống ở một nơi khác, Trâm ưng không? Không. Trâm vẫn sẽ chọn quê hương này chứ? Vẫn chọn quê hương này, biết là nó nghèo, nó không có gì cả nhưng mà vẫn chọn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là kêu Trâm lên thành phố, lên Sài Gòn Trâm ở được không? Dạ không. Không thích đúng không? Ở đó là mùa dịch này là khó khăn. Ở đây mùa dịch nhưng mà chúng ta vẫn có thể là sống dựa vào thiên nhiên, bắt những con tôm, con ốc, con hến gì đó chúng ta ăn. Vượt qua đại dịch một cách rất là bình thường. Ok, bảo Trâm tạm biệt mọi người đi. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu quý kênh Hương Ý 76 thì nhớ đăng ký, like và share nha, để chị Hương Ý có những động lực mới để ra video mới cho các bạn nha. Tạm biệt mọi người.